cho tôi giới thiệu nha. Tôi Nguyễn Văn Đông, tôi có viết nhiều bài ca ngợi Chúa lắm. Bài thứ nhất á, là bài Mùa Sao Sáng. Có ai nghe không? Ở trong này có ai biết bài Mùa Sao Sáng không? Có. Mùa Sao Sáng, Chúa xin bài. Mà con nói là con thuộc không thế. Cái cổ nhà con cũng biết. Rồi, đó một bài. Bài thứ nhì, bài Hiến Dân. Có ai thuộc bài Hiến Dân không? Rồi, không ai thuộc mà. Có ai thuộc bài Bóng Nhỏ Giáo Đường không? Có ai về có không? Rồi tôi nha, có đâu quý vị cũng nghe chưa thuộc bài đó nha. Rồi bài Đêm Thánh Quy Hoàng, có ai thuộc đó, không? Có, con có nghe không thuộc bài đó. Phương Hán đó. Em Phương Hán đúng rồi. Lắm đó nha. Rồi bài Xin Chúa Thấu Lòng Con, có ai nghe không? Rồi tôi nghe là hy vọng vào một ngày nào đó là trở lại thăm cha sẽ có Thanh Tuyền, Giao Linh. Những người có bác hát bài của tôi đấy. Con có thuộc hai câu vòng cổ Mùa Sao Sáng. Vậy à, đời vòng cổ tôi viết đâu nha. Không ai tranh tôi được cái chuyện đó nha. Mùa sao sáng năm xưa lại về đêm sinh nhật Chúa. Sao người năm xưa chưa thấy qua dành nhớ ngày xưa đôi bóng giao kề đêm đôi anh nắm tay em dìu qua cuối phố xóm nhà thờ sắp sửa điểm hồi chuông lễ nửa đêm sắp điểm phúc thiêng liêng anh hối hả kéo bừa em chạy lòng con tình có Chúa ngự trên trời. Sáng lên hào quang rạng chiếu muôn đời con lắng nghe dương hồi chuông cầu nguyện một nhiệm màu sao xuyên cả tâm linh hỡi sức thần Thiên Chúa ra đi khi người xuống truyền tin cho thánh nữ người có thấy một gì sao cô phụ đơn lẻ chờ ai nơi giải ngân hà. Tôi mộng tiền, tôi hát trên đài Phật Thơ. Và bài này á là ký tên Đông Phương Tử và nhạc là Phượng Linh. Đó là hai bút hiệu của tôi. Ngoài cái bút hiệu Nguyễn Văn Đông, nhạc sĩ Nguyễn Đông, tôi còn lấy cái bút hiệu là Phượng Linh và cái bút hiệu Đông Phương Tử để viết vòng cổ. Thì cái bà con bữa nay á, lại mới biết là sự tích đó. Mà 40 năm rồi, thật sự là đã cái bài đó rất nổi tiếng của bạn đó, nhưng bây giờ thì ít người mà hết người hát mà lại cô nã. Tôi có vợ tôi đi theo đây thôi, phải có cái gì quà tặng cô liền tức là sốt dẻo liền. Hiếm á, ca nhạc thì mình nghe thì bài là cái cổ nhạc mà ca sĩ Viên Thiên, ca sĩ gì đó bài hát Đà Lạt Trăng Mờ. Đà Lạt cũng làm luôn chứ trời, có quyền lắm chứ. Này chị hai tháng nữa nổi tiếng bài Hồng Hương á, sở nhà thăm gia ở đây, rồi cổ sẽ hát cho mình. Hát cho mình. Đã lắm trời ơi, hai tháng nữa nhất định rồi. Rồi còn một kia nữa ông Hoàng Hôn cũng hay lắm trời. Tôi biết đó, mà tôi là không để tên thiệt, tôi để là Đông Phương Tử. Đúng rồi. Mà Đông Phương Tử nó ký tên nó rất nhiều nè, tiếng hạp trong trăng nè nhiều lắm. Toàn là tôi biết đấy.
này khen cô nha, qua nha. Hai tháng trả lợi nha, hai tháng nữa là bà con mình phải có hát bài thuốc cho nghe nha. Một là bài Mùng Sáu Xám nha, hai là Hiến Dân nha, hai là Bóng Nhỏ Giáo Đường nha. Dạ. Rồi bài Đêm Thánh Quy Hoàng nha. Thôi để nó học thuộc Mùa Sáu Xám ca nhạc ca. Rồi ca nhạc ca cổ luôn. Ca ca cổ luôn học. Rồi mà nếu có đó tôi lại phun. Tôi sẽ gọi điện thoại qua bên Thanh Tuyền biểu phải kỳ này qua phải đặc biệt hơn này nha. Cái này hơi nhỏ rồi nha. Hôm nay các đoàn lễ cùng có ông bà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Có thể là nhạc sĩ Tất Kiệt. Rồi một số đại quay tự động. Chúng gặp em nói đi, em đứng gần đó. Trung Nguyên Đắc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông này là thầy của... Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông này là thầy của ca sĩ Thanh Tuyền và Do Linh, đã nổi tiếng mấy cái bài Mùa Sáu Xám. Hôm nay ca sĩ Thanh Tuyền gửi ở bên Mỹ gửi một số bà này về phiếu tặng tất cả mọi người trong giới phòng những bệnh nhân ở trong phòng này và những tấm lòng tặng quà. Chúng ta nhớ tới ca sĩ Thanh Tuyền và mẹ theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đây. Văn Đông đây nói rằng nhạc sĩ Thanh Tuyền sẽ hai tháng nữa sẽ về và sẽ lên đây để thăm chúng ta rồi biểu diễn cho chúng ta những bài hát rất hay. Rồi chúng ta cảm ơn tất cả. Bản thân tôi là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Hôm nay chúng tôi là phái đoàn đại diện cho cô ca sĩ Thanh Tuyền. Cô Thanh Tuyền đang ở bên Mỹ. Cũng có gửi về đây một số quà để nhờ chúng tôi chuyển đến tay bà con của bác ở đây. Bà cô Thanh Tuyền cũng có chuyển lời gửi đến bà con mình ở đây nhờ hỏi thăm sức khỏe. Bà cô cũng nói gốc là cầu nguyện của Chúa ban cho quý vị sản phẩm của Chúa. Và bà cô Thanh Tuyền cũng có hứa với cha là cha mình ở đây nè. Rồi cô sẽ trong 2 tháng nữa cô sẽ trở về đây. Rồi cô đến gặp cha và những dịp đó thì cha sẽ cùng với một số bạn của cô Thanh Tuyền như là cô Giao Linh, Thanh Tuyền và Tú Kiệt có đi theo bên này các cái chuyện nổi tiếng lắm sẽ đến đây làm một buổi trình diễn theo yêu cầu của cha để cho quý vị cùng vui. Anh rời xa cố hương, tâm hồn anh vẫn vương theo từng cây số buồn. Nhớ cây bằng lặng bên sông, mái chèo của ánh trăng, chuyến đò duyên ái ân chúng mình. Khi anh rời xa cố hương, nghe lòng mang vết thương, quê người xa cõi muôn.
mơ đôi cánh bay nơi muôn trùng xa nước non, chân tình anh sắc son không ngại câu đá mòn. Thôi mai đào khoe sắc xuân cánh nhạn trong gió sương, nghe lòng vang khúc ca hoài hương.